Thời điểm này vô cùng nghiêm ngặt. Bất cứ ai xử tệ minh sư hoặc những đệ tử tốt thì sẽ đi. Quý vị biết đi đâu rồi? Giống như ảnh hưởng xấu của địa ngục sẽ làm quý vị mù mịt. Thống khổ quá mức, quý vị sẽ không nhớ gì hết. Ngay cả A Nan trước mặt Đức Phật mà Ma Vương có thể bịt miệng ông. Tưởng tượng quý vị là ai mà ở trong địa ngục và còn nhớ danh hiệu của sư phụ quý vị? Hợp lý không? Và A Nan đời đời kiếp kiếp ông đã ở bên Đức Phật gần gũi, rất gần, như ngay bên cạnh, cùng với nhau như bạn, cùng nhau trải qua nhiều kiếp bạn thân nhất mà vẫn bị bịt miệng như vậy, ngay trước mặt Đức Phật. Thậm chí không phải như ông ngồi cách xa ngàn dặm, quý vị hiểu ý tôi không? Vậy làm ơn, vì lợi ích của quý vị, đừng phạm loại tội đó. Đừng đụng vào bạn hữu, đồng nghiệp, sư phụ của quý vị. Không phải ý tôi nói trong đầu óc, trong tâm hay trong lời nói của quý vị. Điều đó khủng khiếp cho quý vị, vô cùng khủng khiếp. Nhất là vào thời điểm phán xét cuối cùng này, không ai có thể cứu quý vị. Vậy làm ơn lắng nghe. Thêm một người tôn thờ tôi hoặc bớt một người tôn thờ tôi không hại gì cho tôi, nhưng sẽ hại cho quý vị. Đó là vấn đề. Tôi là một người tốt, chưa nói tới là một minh sư hoặc gì hết. Và nếu quý vị phỉ báng một người tốt, thì quý vị là người xấu, sẽ bị trừng phạt rất nặng. Có hợp lý không? Tôi không dọa quý vị đâu. Có hợp lý hay không? Đó không phải là đe dọa. Đó là lời chân thật. Nói về điều đó, tôi bị đau ở cổ thật sự, về thể chất. Có câu hỏi nào vui hơn không? Hôm nay quý vị hỏi toàn câu hỏi không hay. Thôi, không sao. Nhiều người muốn hỏi như thế, chắc là vậy. Thành ra quý vị mới có cảm hứng để hỏi tôi. Nói đi, có câu hỏi nào khác không cưng? Thưa sư phụ, Ngài vừa đề cập Đức Phật có thể học một phương pháp để ở lại mãi mãi. Thưa sư phụ, Ngài có học phương pháp đó không? Tôi không muốn, đó không phải điều tôi làm. Trong kiếp này, lần này, tôi thật sự chỉ muốn về nhà. Tôi mang theo ai được thì mang. Bất cứ ai đối xử tốt với tôi một chút, hoặc chỉ ở bên tôi, hoặc ở quanh tôi, hoặc tin tôi, hoặc thậm chí chỉ cúi lại pháp tướng của tôi, chỉ thế thôi, tôi sẽ mang họ về nhà, đến cõi của tôi. Chứ còn tôi thật sự không muốn ở lại đây nữa. Tôi chỉ cố gắng trong lúc còn ở đây, giữ địa cầu cho mọi người, nếu tôi có thể. Nhưng nghiệp chướng chồng chất quá lớn như tất cả ngọn núi. Chất lên nhau cũng không thể cao bằng. Cả bầu trời cũng không chứa nổi. Nghiệp xấu qua bao nhiêu thế kỷ, qua bao hàng triệu năm, hàng trăm ngàn năm. Và mỗi lần nó được tẩy rửa, thì chúng ta có chiến tranh, có dịch cúm lớn, đại dịch lớn, bệnh dịch lớn và đủ thứ. Nhưng hiện giờ là đại dịch lớn, đại quy mô. Thật ra địa cầu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mỗi ngày, lúc nào có thời gian thì quý vị thiền. Tôi cũng ráng hết sức, nhưng cũng không thể hứa điều gì hết.